chân mày thì làm sao chúng ta có thể tự tin bước ra ngoài đường gặp bạn bè hay làm việc được đúng không các bạn? Vậy ngày hôm nay các bạn hãy cùng áp dụng cách này để cùng mình vẽ một cặp chân mày như thế nhé. Đầu tiên chúng ta hãy dùng cây nền và bô đều lên chân mày để khi vẽ đường nét được đều và đẹp hơn. Đầu chân mày sẽ thấp hơn đuôi chân mày. Bắt đầu từ đỉnh cao nhất của chân mày, các bạn hãy vẽ một đường cong về đuôi chân mày. Sau khi tô đuôi chân mày, các bạn dùng bút và vẽ ngược lên đầu chân mày và tô đều đầu chân mày. Sau đó, các bạn tiếp tục dùng cọ và chải đều chân mày để đường nét được đều và đẹp hơn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi nhé các bạn. Bây giờ chúng ta hãy thử so sánh một bên vẽ chân mày và một bên.